Các anh chị, xin chào các bạn, xin chào những người đang xem kênh YouTube của PA Marketing. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một cái video rất là chi tiết, rất là chuyên nghiệp về một cái chủ đề, đó là kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng quản lý thời gian, tiếng Anh người ta gọi là Time management, đúng không ạ? Quản lý thời gian cho công việc, cho cuộc sống của chúng ta, làm sao nó chuyên nghiệp, nó hiệu quả, đúng không ạ? Và như thường lệ thì tôi sẽ trình bày với các anh chị bằng một sơ đồ mind map tư duy rất là chu đáo, rất là chuyên nghiệp. Và nếu các anh chị muốn nhận cái file này thì các anh chị sẽ truy cập vào website pamarketing.vn để tải bản PDF. Vâng, thế thì kỹ năng quản lý thời gian chuyên nghiệp thì tôi sẽ trình bày với các anh chị những cái nội dung gì? Các anh chị có thể thấy nhìn thấy ở đây, thứ nhất là vì sao chúng ta cần quản lý thời gian, những sự thật về thời gian là như thế nào, thành công hay thất bại của một con người là do cách sử dụng thời gian có đúng hay không. Tôi muốn test một cái bài test ngắn, các anh chị có đang quá bận rộn hoặc là quá rảnh rỗi hay không. Thì khi mà biết chúng ta quá bận rộn thì chúng ta cần điều chỉnh, mà nếu mà chúng ta quá rảnh rỗi thì chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh, đúng không ạ? Và các cái kỹ năng để quản lý thời gian để biến chúng ta trở thành những người rất là chuyên nghiệp và làm được nhiều công việc hơn, hiệu suất lao động tốt hơn. Kỹ năng bao gồm là thiết lập mục tiêu, hoàn thành công việc theo deadline, đánh giá sử dụng thời gian hiệu quả của cá nhân. Rồi thì các cái kỹ năng mà tránh giảm cái sự lãng phí thời gian của chúng ta. Đấy, và các cái kỹ năng để làm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả lao động để mà tăng tốc độ sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn, đúng không ạ? Và hoặc là chúng ta cũng có thể mua thuê thời gian của người khác, đúng không ạ? Và cuối cùng đấy là kỹ năng dành cho bản thân mình, dành thời gian cho bản thân mình. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ mind map tôi làm rất là kỹ và cho cái chủ đề là quản lý thời gian. Liệu rằng các bạn đang quản lý thời gian có tốt hay không? Có những người rất là bận rộn nhưng mà vẫn không có tiền, nhưng có những người rất thảnh thơi nhưng mà lại thấy vẫn rất là có tiền. Họ vẫn kiếm được nhiều tiền, họ vẫn có một cuộc sống rất là chủ động, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi ở đây là vì sao chúng ta cần quản lý thời gian? Thế thì nếu như chúng ta quản lý thời gian được thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó chủ động hơn, đúng không ạ? Sống thoải mái hơn, sắp xếp được các cái công việc của chúng ta ưu tiên thứ tự như thế nào, chúng ta thích làm việc gì, chúng ta đam mê cái việc gì. Thí dụ như cái video này đang quay vào lúc 10 giờ đêm đó của ngày 19 tháng 8 năm 2022. Khi mà tôi đã có 3 ca làm việc sáng đi tư vấn cho một doanh nghiệp về máy tính, tư vấn để tăng doanh số cho họ. Doanh số họ đang bán khoảng 10 đến 12 tỷ một tháng bán máy tính. Chiều thì tôi đào tạo in-house cho công ty CTM ở Cầu Giấy, Hà Nội ấy. Thì là có tiệc cưới này, có bất động sản này, có khách sạn này, có siêu thị. Thì đi đào tạo in-house cho họ, tối thì tôi dạy cho chủ doanh nghiệp bên Nhật, những cái chủ doanh nghiệp là người Việt Nam sống ở Nhật. Và bây giờ là đêm thì tôi đang làm cái video này để chia sẻ cái kỹ năng quản lý thời gian. Bởi vì là chúng ta chủ động được thời gian, đúng không ạ? Chúng ta sắp xếp được công việc của chúng ta, chúng ta ưu tiên cái thời gian cho công việc. Có nhiều người hỏi tôi là tại sao thấy Phan Anh làm được nhiều việc như vậy? Đó, thì cái bí quyết là gì? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đó. Cái thứ nhất là vì sao cần quản lý thời gian, đúng không ạ? Giúp chúng ta chủ động, sống thoải mái hơn, sắp xếp được nhiều công việc, cân bằng được cuộc sống với công việc, đúng không? Áp lực càng ngày càng lớn, chúng ta vụt mặt vào cơm áo gạo tiền, thì chúng ta đôi khi cũng quên mất bản thân, quên mất gia đình, quên mất những cái niềm vui khác. Và đôi khi chúng ta phải hy sinh rất nhiều, đúng không ạ? Và rồi thì chúng ta tăng được hiệu suất trong công việc bởi vì chúng ta làm được nhiều việc hơn, và chúng ta gia tăng được thu nhập. Đấy, cái năng suất lao động của chúng ta cao hơn so với người bình thường thì thu nhập của chúng ta cao hơn. Và chúng ta làm được nhiều việc và những việc lại có giá trị, những việc khó. Thì cái giá trị lao động trong một giờ làm việc của chúng ta sẽ được nhiều hơn, đúng không ạ?
Tất nhiên theo mặt bằng thì Việt Nam là một trong những quốc gia mà có lao động có cái năng suất lao động là thấp. Thế nhưng mà chúng ta sẽ cao hơn đối với những cái người trong cùng một cái mối quan hệ, cùng một cái tiêu chí so sánh. Chứ chúng ta không so sánh với những cái người mà có mối quan hệ như là ở nước ngoài, ở châu Âu, ở Mỹ được nhá. Và chúng ta có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và cảm giác chúng ta không phải là có 24 tiếng nữa mà chúng ta có nhiều hơn. Ok, đấy là vì sao mà chúng ta cần phải có quản lý thời gian là như vậy, được chưa ạ? Rồi, ý thứ hai là những cái sự thật về thời gian. Thế thì có một cái sự thật như thế này là mỗi một con người, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ, dù gái hay trai, thì mỗi người chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày giống nhau. Tài nguyên của chúng ta là giống nhau là 24 giờ. Một ngày, 7 ngày trên tuần, 30 đến 31 ngày trên tháng, không kể những ngày tháng 2 có 28 ngày, bình quân 30 ngày trên tháng. Ok. Một năm chúng ta có 365 ngày rất là giống nhau. Nhưng tại sao quỹ thời gian của mọi người là như nhau? 24 giờ và 7 ngày. Tại sao lại có người giàu? Tại sao có người nghèo? Tại sao có người sống thọ? Tại sao có người sống đoản? Tại sao có người thành công? Và tại sao có người thất bại? Lý do là gì? Đúng không ạ? Và ở Việt Nam, một cuộc đời bình quân, độ tuổi thọ bình quân của người Việt khoảng ngày nay là bình quân là khoảng 70 tuổi và sẽ tăng lên đến khoảng 75 tuổi sớm thôi. Vâng, thế giả sử rằng nếu bạn sống được 90 tuổi thì bạn có thêm 15 năm so với người bình thường. Nếu bạn sống 100 tuổi thì bạn có thêm 25 năm. Chẳng phải đấy là điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta quý trọng thời gian, chúng ta muốn có nhiều thời gian thì bí quyết sẽ là gì? Nếu như bây giờ chúng ta chỉ sống được đến 60, 70 tuổi thôi thì rõ ràng so với một người sống đến 90, thậm chí 100 tuổi là chúng ta thiệt thòi rất nhiều về thời gian. Đây là cái sự thật. Nó có một cái sự công bằng là người giàu hay người nghèo, người già hay người trẻ, người yếu hay người khỏe đều có khoảng thời gian như nhau. Thế thì cái việc thành công hay thất bại của một con người, đúng không ạ? Sức khỏe tốt, hạnh phúc hay không là hầu hết là do cách sử dụng thời gian của chúng ta. Hãy nhớ đấy, là do cách chúng ta sử dụng thời gian. Tức là người người ta giàu có, người ta thành công là người ta sử dụng quỹ thời gian rất là kỷ luật, rất là khắt khe. Đấy, thậm chí người ta có rất nhiều người làm thuê cho người ta. Thế thì tôi không làm được hết việc, tôi có thể thuê 100 lao động, 1.000 lao động làm việc cho tôi. Như vậy tôi có thêm 1.000 lần về thời gian, có hiểu ý tôi không ạ? Thế trong những lúc thời gian rảnh, bạn chơi game thì người ta đi làm, đúng không ạ? Bạn đi dạo phố thì người ta đi tư vấn, bạn đi làm những cái công việc không tên khác, không tạo ra giá trị khác thì người ta lại đi làm những công việc tạo ra giá trị rất lớn. Đó là do cách mà chúng ta sử dụng thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, hãy cần phải đánh giá lại bản thân mình, xem là mình có đang quá bận rộn hay quá rảnh rỗi hay không. Thí dụ như thế nào? Ví dụ như là chúng ta có nhiều thời gian để ăn uống hay không, có nhiều thời gian để tập luyện cho bản thân hay không, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay không, có nhiều thời gian để phát triển học tập hay không. Chúng ta bận rộn quá mức, các cái khung giờ, các cái lịch làm việc, lịch họp, lịch di chuyển của chúng ta có liên tục, chúng ta cảm thấy thiếu ngủ, chúng ta cảm thấy suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh hay không? Đấy, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái câu hỏi như vậy. Nếu như có ở cái tần suất cao, có ở một cái tần suất lớn thì tức là chúng ta đang 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 quá bận rộn, quá tải. Thế còn nếu mà chúng ta không 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 thì chúng ta lại đang quá rảnh rỗi. Và quá rảnh rỗi như vậy rất là nguy hiểm. Đúng không ạ? Tôi chưa nói về cái chuyện nói đến tiền bạc, nhưng mà rảnh rỗi như vậy thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Đấy là cơ thể của chúng ta mệt mỏi, đầu óc của chúng ta không được học tập, không được nâng cấp, không tạo được những cái nếp nhăn trong não, không có một cái khả năng hấp thụ đối với những cái kiến thức và tri thức mới của nhân loại, thì sau này chúng ta sẽ bị tụt lùi, bị đi sau so với những người khác. Và thế giới thì ngày càng thay đổi rất là nhanh, cho nên là chúng ta sẽ
bị lạc hậu, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau, thu nhập của chúng ta kém, công việc của chúng ta kém, cuộc sống của chúng ta rất là khó khăn và bế tắc. Đấy. Cái mục thứ năm chúng ta nói về kỹ năng quản lý thời gian, đúng không ạ? Thì nó gồm những cái kỹ năng gì? Gồm những kỹ năng gì? Đây là những cái kỹ năng quan trọng để giúp các bạn có được cái khả năng, có được cái khả năng mà các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn, sử dụng thời gian hiệu quả hơn, sử dụng thời gian đắt hơn, đúng không ạ? Tuyệt vời hơn. Đấy, thì đấy là cái mà tôi mong muốn chia sẻ với các bạn. Thì cái kỹ năng đầu tiên đó là các bạn và các anh chị cần phải thiết lập mục tiêu cho công việc và toàn cái thời gian hoàn thành. Đấy, thì cái việc thiết lập mục tiêu ở đây là chúng ta chia thành các cái cấp bậc. Đấy, ví dụ như mục tiêu quan trọng, mục tiêu bình thường hay mục tiêu hỗ trợ, mục tiêu nên có, hoặc là các cái mục tiêu chúng ta theo kiểu không ưu tiên. Đấy, chúng ta thiết lập các mục tiêu rõ ràng. Chúng ta thiết lập mục tiêu trong cuộc sống, thiết lập mục tiêu trong cuộc sống bao gồm là công việc, đúng không ạ? Và ví dụ như chúng ta muốn thăng tiến như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta thiết lập trong việc học tập, chúng ta muốn học thạc sĩ, học tiến sĩ, học IELTS mấy chấm, đọc bao nhiêu cuốn sách, đi học các khóa học của thầy A cô B, hay là học về bán hàng online, livestream marketing online, rồi SEO vân vân của thầy Phan Anh, ví dụ như thế. Thì chúng ta cần có kế hoạch, có mục tiêu cho chúng ta, đúng không ạ? Mục tiêu về sức khỏe. Mục tiêu về sức khỏe, ví dụ như là chúng ta duy trì cân nặng, duy trì vóc dáng, duy trì hình thể, đối với cả nam và nữ đều rất là quan trọng, đúng không ạ? Rồi chúng ta tập luyện, đúng không ạ? Đấy, thì tiếp tục là về khả năng kiếm tiền hay còn gọi là tài chính, chúng ta sẽ mua được mấy ngôi nhà, mua được mấy cái xe, tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mua bảo hiểm như thế nào. Thì chúng ta sẽ phải phân bổ thời gian để kiếm được tiền mà làm như vậy, đúng không ạ? Và gia đình, ví dụ như là khi nào kết hôn, khi nào có con học trường gì, làm công việc gì, như thế nào, bao giờ chúng ta yêu, bao giờ chúng ta sinh con đẻ cái, rồi thì chúng ta dành thời gian cho vợ chồng con cái, bạn trai bạn gái của chúng ta như thế nào. Đấy. Thì đấy là chúng ta phải thiết lập mục tiêu, và từ đó thì chúng ta sẽ cân bằng được và đưa cái khoảng thời gian của chúng ta vào cho những cái mục tiêu công việc, mục tiêu về cuộc sống. Vâng. Và chúng ta sẽ cần phải tập trung vào những cái công việc quan trọng nhất theo thứ tự ưu tiên, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta phải định nghĩa là cái việc gì là việc quan trọng nhất đối với chúng ta, với mỗi một cái thời điểm nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Thí dụ như là đối với một đứa trẻ thì cái mục tiêu quan trọng nhất của nó là ăn ngủ, cái vui chơi, học tập, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với một người mà như chúng ta đi làm như thầy Phan Anh thì mục tiêu quan trọng nhất là ưu tiên cho công việc, đúng không ạ? Ưu tiên cho cái việc mà phục vụ khách hàng, thăng tiến trong sự nghiệp. Thế thì chúng ta phải định nghĩa các cái thứ tự ưu tiên của chúng ta sẽ khác nhau một chút nha. Cái gì cũng quan trọng cả, công việc, học tập, sức khỏe, tài chính, gia đình, thậm chí bạn bè rồi vân vân nữa, thì cái gì cũng quan trọng cả. Thì chúng ta phải ưu tiên theo thứ tự nhá. Rồi, thời gian hao phí lao động, đúng không? Khả năng kiếm được tiền, tình huống về sức khỏe gia đình, các tình huống khẩn cấp thì chúng ta sẽ sắp xếp và thay đổi theo theo từng khoảng thời gian, theo từng sự vụ, đúng không? Đấy, và chúng ta phân bổ thời gian hợp lý theo mức độ quan trọng của công việc. Thí dụ như ngày mai thì tôi định sắp xếp như này, nhưng mà tôi chợt nhớ ra là có những cái công việc mới nó mới phát sinh, thì tôi lại phải sắp xếp lại lịch công việc ngày mai của tôi. Phải chấp nhận thôi, bởi vì mỗi ngày chúng ta đều giống nhau là chỉ có 24 giờ, đúng không? Nhá. Xác định theo mức độ ưu tiên và chia thành 5 cấp bộ từ 1 cho đến 5. Đấy. Và thiết lập các cái khung thời gian, ví dụ như là số phút, số giờ cho mỗi công việc. Thí dụ như gặp khách hàng đấy, từ 8 giờ đến 10 giờ, đúng là phải về, chứ không ngồi cà kê nói chuyện thêm rồi tâm sự này, tâm sự kia, đúng không ạ? Rồi sau đó là 10 giờ 30 đến 11 giờ thì chúng ta làm cái công việc gì? 11 giờ cho đến 12 giờ thì chúng ta phải họp trực tuyến, đấy, vân vân. Thì chúng ta sẽ thiết lập cái khung thời gian, số phút, số giờ cho mỗi công việc và chúng ta kiểm soát cái khung thời gian này. Thế đây là cái kỹ năng đầu tiên để giúp chúng ta có thể thiết lập được mục tiêu công việc, được chưa? Kỹ năng tiếp theo để quản lý được thời gian một cách tốt và chuyên nghiệp đó là chúng ta phải đánh giá việc sử dụng thời gian của chính chúng ta, của mỗi cá nhân. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải làm gì?
Có rất nhiều người không có một thói quen đơn giản, đó là tạo lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần, đấy, hàng giờ nha. Đây là một cái việc rất đơn giản mà các bạn cần phải làm ngay, rất là dễ. Đấy. Mỗi một tuần mới, chúng ta sẽ ví dụ như tối chủ nhật, chúng ta sẽ ngồi chúng ta lên lịch làm việc cho tuần tiếp theo, chia thành Excel ra hoặc là sử dụng Google Calendar. Đấy. Thứ hai, từng khung giờ làm gì, thứ ba từng khung giờ làm gì, thứ tư từng khung giờ làm gì. Có hiểu ý tôi không ạ? Mức độ ưu tiên ra sao? Đấy, ai là người phối hợp cần hoàn thành deadline như thế nào? Thế sau đó đầu mỗi ngày sáng ngủ dậy đúng không ạ? Khi trước khi bắt tay vào làm việc xem lịch làm ngày của chúng ta như thế nào, có cần phải đảo thứ tự hay không, có những cái cuộc họp hay có những cái lịch khách hàng hay là lịch hẹn công việc hay là lịch đột xuất nào hay không. Đấy, đôi khi chúng ta không kiểm soát được đúng không ạ? Chúng ta có những lịch đột xuất, thí dụ như là có người đau ốm, thí dụ như là khách hàng lại gọi điện đến, khách hàng VIP muốn gặp gỡ vân vân. Đấy, thì chúng ta buộc phải thay đổi cái lịch đó. Đấy, và chúng ta sắp xếp lại trong ngày, trong giờ, được chưa ạ? Nhưng chắc chắn có một điều là chúng ta cần phải có lịch làm việc hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ, và chúng ta sẽ kiểm soát cái lịch này theo khung thời gian. Đấy, nha, theo thời gian, theo công việc, theo mức độ ưu tiên và theo cái tiến độ cần hoàn thành. Được chưa ạ? Cái công cụ để chúng ta lập kế hoạch công việc này bằng cách nào? Chúng ta có checklist đúng không ạ? Là cái danh sách chúng ta cần phải hoàn thành. Sổ tay công việc ghi chép hàng ngày, hàng tuần, ghi chú lại, đôi khi chúng ta không nhớ được hết đâu. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái ứng dụng note hoặc là ứng dụng reminder trong 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 iPhone. Ví dụ ứng dụng note hay là ứng dụng reminder hoặc là Google Calendar. Đấy, thí dụ như là tôi đi giảng ở trường thì tôi có những cái lịch giảng ở cơ quan cố định thì tôi sẽ cho vào Google Calendar. Đấy, và Google Calendar nó sẽ nhắc lịch tôi. Đấy, thí dụ như đây. Đấy, Google Calendar nó nhắc lịch tôi là sáng thứ hai có lịch gì họp, sáng thứ ba có lịch dạy gì, môn gì, tòa nhà nào, phòng nào. Đấy, thì tôi đưa hết vào Google Calendar, cứ thế nào nó nhắc. Đấy. Thế những cái lịch bổ sung thì tôi đưa vào. Thì đây là những cái ứng dụng phổ biến thôi, chứ còn thực ra trên thị trường thì nó có vô vàn các ứng dụng, chứ không phải chỉ có mỗi Google Calendar nhá. Nó có những cái ứng dụng như dạng To Do List hay là Note hay là Evernote vân vân, nhiều lắm. Rồi, và chúng ta sẽ phải đánh giá lại cái sổ tay, đánh giá lại cái cách chúng ta sử dụng, cái khoảng thời gian, cách mà chúng ta hoàn thành công việc và sắp xếp lại. Sau đó chúng ta sẽ tối ưu. Ví dụ như là cái thời gian này tôi thấy vẫn còn thừa thãi rất nhiều thì tôi phải tiết kiệm lại. Rồi sau đó thì tôi tăng tốc độ làm việc lên. Đấy là cái phần lời khuyên thứ hai, là đánh giá về kỹ năng sử dụng thời gian của chúng ta nhá. Ok. Kỹ năng thứ ba, đấy là chúng ta cần phải giảm tránh lãng phí thời gian. Thế thì muốn giảm tránh cái lãng phí thời gian, giảm bằng cách nào, tránh bằng cách nào, tiết kiệm tối đa bằng cách nào? Thế thì trước hết là chúng ta phải nhận diện các cái sự vật, hiện tượng, sự việc, tình huống, những công việc, những thứ mà gây ra lãng phí thời gian, chúng ta sử dụng không hiệu quả. Thế thì ở đây tôi có liệt kê ra một vài cái ví dụ nha, còn cụ thể của các bạn thì các bạn sẽ phải tự làm cho mình, nhận diện được các cái việc gây ra lãng phí thời gian. Ví dụ như là một số những cái thói quen xấu, tiểu nông đúng không ạ, không tác phong chưa được công nghiệp, ví dụ như là đi chậm, nói chậm, ăn chậm, ngủ nhiều, lề mề, chậm chạp đúng không, làm sai, làm hỏng, không có lịch trình, quên quên nhớ nhớ, em tưởng em tơ rất nhiều. Thế thì nếu mà ai biết tôi một chút ấy, tôi không phải là tôi nói về bản thân mình, mà tôi đang lấy cái ví dụ. Nếu mà ai mà biết tôi ở ngoài đời thì các bạn sẽ để ý là cái bước đi của tôi rất là nhanh. Tôi đi rất nhanh. Đấy, bởi vì cái thói quen nó hình thành trong trí não, trong tâm trí của mình, chứ không phải là mình chỉ nói ra, mình đi dạy người khác như thế, mình hình thành lên. Đấy, thì ví dụ như mình đi nhanh hơn người khác thì cái tốc độ cho công việc, cái tốc độ của cái việc đi lại đấy nó đã tiết kiệm được một khoảng thời gian cho mình rồi đúng không ạ? Đấy, thế rồi thì
chúng ta cũng ăn uống chậm chạp lề mề, ăn một bữa khi hết 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, ví dụ thế. Đấy, tất nhiên là mình đi ăn nhậu, mình tiếp khách này kia thì nó bắt buộc công việc, mình không nói. Nhưng mà hàng ngày thì chúng ta thấy rằng là chúng ta nhớ rằng là chúng ta luôn luôn chỉ có 24 giờ thôi. Đấy, chúng ta ăn hết 1 tiếng rồi thì còn có 2-3 giờ. Chúng ta ngủ 10 tiếng thì lại chỉ còn có 13 giờ. Đấy, vân vân. Nha. Thì những cái thói quen xấu này thì chúng ta tìm cách khắc phục. Đấy, ví dụ đi chậm thì chúng ta đi nhanh lên. Đúng không ạ? Chúng ta nói chậm thì chúng ta đẩy tốc độ nói nhanh lên, giải quyết công việc, suy nghĩ nhanh lên. Đấy, chúng ta nhớ nhớ quên quên thì chúng ta phải có sổ, phải có lịch trình. Đúng không? Đấy, chúng ta phải có sổ và có lịch trình thì chắc không bao giờ có hiện tượng nhớ nhớ quên quên. Tất cả những bạn nhớ nhớ quên quên, em tưởng em thơ đấy là đều những bạn mà lười, trí não kém, lười không chịu viết ra lịch, không chịu lên kế hoạch cho công việc. Đấy. Đấy. Thứ hai là có thể là chơi các cái trò chơi quá nhiều, không kiểm soát được. Thế thì chơi các trò chơi quá nhiều là ví dụ chơi game. Đấy, rồi thì chơi những cái trò chơi khác ấy, thể dục thể thao mà cũng là cần thiết nhưng mà nó lại quá với cái quỹ thời gian của mình. Ví dụ đi đá bóng một trận thì từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối còn uống bia uống bọt nữa thì như vậy là chúng ta đang có thể rơi vào cái trạng thái lãng phí thời gian. Đúng không ạ? Rồi, hoặc là chúng ta sẽ lướt mạng xã hội và đọc báo điện tử quá nhiều. Thế thì ví dụ như là đôi khi chúng ta cứ lướt 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 nhỉ, chúng ta lướt Facebook cả ngày như này thì cũng 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 rất là tốn cái thời gian. Đấy. Rồi chúng ta lướt Zalo, rồi chúng ta xem TikTok, vân vân. Đấy, các bạn thấy không ạ? Rất tốn thời gian. Chúng ta cảm thấy là chúng ta không 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 tốn thời gian đâu nhưng mà thực ra là rất tốn thời gian. Đấy, cái điện thoại này nó sẽ thống kê cho chúng ta là một ngày chúng ta sử dụng bao nhiêu giờ, thế nên chúng ta phải giảm bớt xuống. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu nhá. Thì vẫn cần lướt mạng xã hội, vẫn cần đọc tin tức để cập nhật thông tin để giải trí nhưng mà chúng ta nên có một khung thời gian và chúng ta nên có một cái quy định, ví dụ như là được 30 phút hay là được 45 phút vào một cái khung thời gian nào đấy để chúng ta kết hợp. Thí dụ như là vừa ăn trưa chúng ta vừa đọc hay vừa ngồi trên xe ô tô di chuyển chúng ta vừa đọc để chúng ta tiết kiệm thời gian chứ không phải là cứ lúc nào chúng ta cũng lướt lướt lướt. Bây giờ là thực sự là cái điện thoại di động và các cái mạng xã hội là nó tạo ra cái sự mất tập trung cũng như là cái sự tiêu tốn thời gian rất đáng kể. Theo thống kê người Việt hiện nay đang bỏ ra khoảng 2 giờ 40 phút để lướt mạng xã hội. Trong khi đó mất thêm 30 phút nữa để nghe nhạc, mất hơn 1 tiếng để xem phim. Đây là thống kê chính thức nhé. Đấy, tất nhiên là nó có bao gồm cả các yếu tố về công việc nữa. Đấy, nhưng mà bạn sẽ thấy là chúng ta đang dành rất nhiều thời gian cho những việc lãng phí. Đấy, nếu mà bạn cho rằng là nó là không lãng phí thì tôi không nói rồi. Đấy, chúng ta vẫn cần cập nhật mạng xã hội, chúng ta vẫn cần giải trí nhưng mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta đưa vào một cái khoảng thời gian mà chúng ta quy định. Đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta lướt một ngày 5 tiếng, 7 tiếng mà toàn là giờ vàng, giờ hành chính thì thôi chịu rồi. Thì chúng ta nghèo thì chúng ta đừng đổ lỗi cho ai, đúng không? Chúng ta khó khăn thì chúng ta đừng đổ lỗi cho ai. Rồi, ok. Đấy, có thể là tham gia quá nhiều cuộc họp không có giá trị, họp để chém gió, giải lê thê. Đấy, thì trong các doanh nghiệp hiện nay là nó có tình trạng như vậy. Các cuộc họp rất nhiều và không có giá trị. Cho nên là chúng ta cũng cần phải có một cái quy định là các cuộc họp nên ngắn gọn, có sự chuẩn bị trước để giảm cái thời gian họp và tăng cái hiệu suất làm việc lên. Đúng không ạ? Chứ còn có khi một ngày họp 3 cuộc thế là thôi cả ngày chả làm được gì xong cuối tuần sếp lại hỏi là tại sao không làm được việc gì thế? Thì một ngày sếp họp 3 lần, một tuần sếp họp khoảng 3 ngày, đấy, xong lại đi công tác nữa thế là thôi. Đấy. Thí dụ như là chúng ta thấy là vừa ăn cơm này, vừa xem phim, vừa đi toilet, vừa lướt Facebook thì nó tốn thời gian ngồi trong toilet nửa tiếng không ra. Đấy, rõ ràng là như vậy đúng không? Đấy, rồi chúng ta mất tập trung, bị sao nhãng, bị phân tâm khi mà chúng ta đang làm việc. Đấy, thế thì đấy, cái thời gian làm việc của chúng ta bị kéo dài, cái tiến độ công việc nó bị chậm. Đấy, thế thì chúng ta lại phải cần nhiều thời gian hơn. Đấy. Thế nhưng mà ví dụ như hôm nay tôi đặt mục tiêu là tôi phải quay xong cái video này đúng không? Thế thì bây giờ đang là 10 rưỡi rồi tôi vẫn phải quay. Bởi vì mục tiêu tôi đặt ra là tôi phải quay, tôi đã ước chừng được rồi. Đúng không ạ?
Vâng. Tiếp theo là các bạn có thể là có những cái nguyên nhân như là nhận những công việc không phải là việc của mình, hoặc là không ưu tiên, mình không biết nói lời từ chối, mình không biết nói không, đúng không? Đấy. Thì lúc đấy mình lại phải làm thêm việc, mình lại phải kiểu ôm rơm dặm bụng rồi thì vác tù và hàng tổng nhá. Hoặc là chúng ta cũng sẽ cao hứng lên, chúng ta đưa ra những lời hứa khi mà mình không biết là có làm được hay không, hay là quá khả năng hoàn thành của mình, thậm chí là không có khả năng làm. Thế là chúng ta cứ không biết bắt đầu từ đâu, chúng ta sẽ thấy là sẽ mất rất nhiều những cái thời gian, công sức, suy nghĩ, lao tâm khổ tứ về nó. Đó, đúng không ạ? Vâng. Chém gió nhiều, nói chuyện phiếm, chat chít nhiều, suốt ngày thấy chat Zalo, chat Facebook. Đấy, thế thì giảm cái chat đi, có gì gửi tin nhắn thoại, có gì gọi điện chốt nhanh. Đấy, hiện nay văn phòng, các công ty văn phòng là chat rất nhiều. Thế thì chat nó lâu hơn là nói gặp, đúng không? Thì cố gắng chuyển nó thành nói, thành gặp. Ăn trưa, nghỉ trưa quá lâu, ngủ trưa nữa, đúng không ạ? Đây có cả ngủ trưa nữa. À, có nhiều người nói với tôi rằng là em không ngủ trưa em không chịu được. Đấy, thế thì đây thì tôi cũng không có đánh giá hay phê phán gì cái chuyện đó. Cái này do sở thích, do cái thể lực của từng người. Có người thì ngủ trưa xong dậy làm việc tốt hơn, có người ngủ trưa xong dậy làm việc lơ tơ mơ hơn. Đấy, tuy nhiên tôi chỉ phân tích nếu về nhìn về góc độ thời gian, khi bạn ngủ trưa là bạn đã mất đi một khoảng thời gian đáng kể. Cũng khoảng thời gian như vậy từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 30 giờ nghỉ trưa. À, nếu như bạn ăn trưa nhanh, đúng không ạ? Bạn nghỉ trưa nhanh như vậy bạn có thể vẫn còn một tiếng, hơn một tiếng, thậm chí một tiếng 20 phút. Bạn chỉ ăn trưa 10 phút thôi, đúng không ạ? Hay là 15 phút thôi thì bạn có thừa thời gian đấy là một tiếng 15 phút bạn làm việc khác, bạn làm thêm việc, bạn tranh thủ bán hàng online, bạn tranh thủ viết sách, bạn tranh thủ làm một cái gì đó kiếm thêm, thì rõ ràng là thu nhập của bạn sẽ ổn hơn. Hay bạn tranh thủ học một cái gì đó thì chắc chắn bạn sẽ giỏi hơn đối thủ, giỏi hơn đồng nghiệp của mình. Thế nhưng mà nhiều người là ăn trưa để chuyện trò cà kê, lướt Facebook, xem TikTok trending, những cái vụ như hải sản Tây Ban Nha, hay là những cái vụ như lòng xào dưa chém gió rôm rả, đúng không? Và đặc biệt là ngủ trưa. Tôi thì tôi cũng phải nói thật là kinh nghiệm của tôi thì nếu mà tôi ngủ trưa xong dậy là tôi cơ thể tôi rất là khoan khoái, dễ chịu, và như vậy là tôi mất một khoảng thời gian nữa để tôi tăng cái năng lượng nó quay trở lại. Ý tôi muốn nói là lúc đấy cơ thể nó đang khoan khoái, nó chưa muốn làm việc ngay. Tôi thì thông thường là tôi thường làm xuyên trưa luôn, tức là cứ từ sáng làm xuyên đến trưa đến tối đến đêm. Thật sự đây là sự thật tôi đang nói về tôi ấy. Còn đâu đi ngủ một giấc là ngủ một mạch đến sáng đấy, chứ tôi không ngủ trưa. Vì có một số lần tôi ngủ trưa thì tôi thấy cơ thể nó rất là khoan khoái, nó rất là dễ chịu, và sau đó tôi phải mất thêm độ 30 phút nữa tôi mới quay lại công việc được. Thì rõ ràng là tốc độ và thời gian nó đều chậm hơn. Tất nhiên đây là nói về cơ thể của tôi. Thế có những người nói rằng là bọn em làm lao động nặng, đúng không ạ? Bọn em lao động vất vả, thầy là ngồi trong văn phòng điều hòa mát rồi vân vân. Em không ngủ trưa em không chịu được thì ok, xin mời các anh chị nha. Tôi đang nói là đây là mình nhận diện, có thể là những cái việc nó gây ra những cái sự lãng phí thời gian. Đấy, và các anh chị xem là những cái lời khuyên nào phù hợp thì áp dụng, lời khuyên nào chưa phù hợp, không phù hợp thì ta chưa áp dụng và không áp dụng. Đấy. Ví dụ như cái ngủ trưa là cái gây tranh cãi. Như tôi là tôi không ngủ trưa. Và tôi cảm thấy những người ngủ trưa là khá là thiệt thòi, bởi vì họ mất đi tiếng đồng hồ để làm việc. Thế nhưng bạn lại lập luận rằng là em ngủ để em khỏe, em làm được tốt hơn cho buổi chiều, thì nhất trí nhá. Thế còn tôi thì tôi thấy là tôi không ngủ trưa buổi chiều tôi làm việc rất hiệu quả, và tôi lại có thêm được hơn một tiếng đồng hồ để làm việc khác. Đấy, cũng là một cái quan điểm. Rồi, các cuộc họp thì đã nói rồi, đúng không ạ? Những cái tranh cãi, tranh luận, cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực, nó khiến chúng ta bị xuống tinh thần, năng lượng đi xuống, và chúng ta bị phân tâm vào những cái việc đó. Và khi phân tâm vào những việc như vậy thì chúng ta không tập trung được cho công việc, đúng không? Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cắt giảm thời gian cho những việc gây ra lãng phí. Thế thì bằng cách là chúng ta đã nhận diện được cái này rồi, bây giờ chúng ta cắt giảm thôi nhé. Đã nhận diện được rồi thì chúng ta cắt giảm, ok, phải chỉnh sửa, thay đổi nhé.
Rồi, lời khuyên tiếp theo, đấy, mục số 8 đó là kỹ năng là chúng ta cần phải tăng tốc độ, tăng năng suất và tăng hiệu quả cho công việc để chúng ta sử dụng thời gian hiệu quả hơn, đúng không? Đấy, thì ví dụ như là chúng ta có kỹ năng sử dụng các cái phần mềm, phần cứng phục vụ cho công việc chính của mình thành thạo. Chẳng hạn như tôi là giáo viên, tôi là giảng viên đại học thì tôi làm slide rất là nhanh, tôi làm slide rất là đẹp, tôi có những cái nguồn template slide mẫu, đấy, đúng không ạ? Tôi làm slide hoặc là tôi làm mind map như này rất là đẹp, các bạn thấy. Thì rõ ràng là nó thuộc về kỹ năng. Tốc độ gõ máy tính của tôi nhanh, ví dụ như thế. Hay là tôi có thể sử dụng những cái phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản. Đấy, hoặc là tôi cũng có thể sử dụng các phần mềm dịch tài liệu vân vân. Đấy là những cái phần mềm để trợ giúp cho công việc, đúng không ạ? Hoặc là có thể gửi tin nhắn thoại qua Zalo, qua Facebook thay vì soạn tin nhắn đấy nha. Hay là Photoshop làm nhanh, Adobe Premium Video làm nhanh, soạn văn bản làm nhanh, làm Excel giỏi thì rõ ràng là tốc độ của mình sẽ nhanh lên và mình tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, thì thu nhập của mình sẽ cao hơn và cái năng lực của mình sẽ được đánh giá cao hơn. Cái đấy là không không bao giờ là không bao giờ là sai lầm cả, rất là tuyệt vời, có đúng không ạ? Rồi, rồi. Tiếp theo đấy là chúng ta có thể là kết hợp làm từ 2 đến 3 việc trong cùng một khoảng thời gian, với những cái công việc và khoảng thời gian phù hợp. Ví dụ như thế này gọi là làm 2 đến 3 công việc này, đúng không? Thí dụ như là chúng ta có thể vừa lái xe vừa nghe sách nói, thì đáng nhẽ chúng ta có một khoảng thời gian đọc sách. Thế thì chúng ta vừa lái xe này, chúng ta nghe sách nói, thế thì chúng ta vẫn nghe được một cuốn sách. Ví dụ bây giờ mua cái cuốn sách bán hàng online này của thầy Phan Anh về, đúng không? Đấy, xong đó là chuyển nó thành sách nói. Đấy, hay là chúng ta tìm sách hỏi thầy có sách nói hay không, hay là cái cuốn sách marketing online 4.0 của thầy Phan Anh viết dày như thế này, đúng không? Rất dày. Đọc thì nếu mà ngồi đọc như này thì mất cả tuần mới xong, nhưng mà có sách nói thì mình cứ đi nghe cũng nghe một tuần cũng xong. Đấy, sách content marketing vân vân, sách Facebook marketing thầy viết rất nhiều sách. Đây mình có thể nghe sách nói, đấy là một cái mẹo, hoặc là nghe YouTube, đúng không? Đấy, rồi thì tranh thủ nghe nhạc để giải trí. Đấy, sau đó thì mình vào việc ngay, mình không phải giải trí nữa. Hoặc là chúng ta khi mà tôi là giảng viên ấy, tôi đi dạy ở trường ấy thì tôi hay lựa chọn là đi đi lại lại trong lớp, đứng lên đi đi lại, chứ tôi không ngồi ở ở ghế giảng. Thế tại sao tôi làm như thế? Bởi vì thực ra trong suy nghĩ của tôi đấy là tôi tiết kiệm thời gian. Đấy, thì cũng là một công tôi đi giảng thì tôi đi đi lại lại, tôi đi đi lại. Thì một buổi đi giảng là thường là 3 tiết hoặc là 6 tiết ở cơ quan. Thì nó tương đương với khoảng độ 2 tiếng rưỡi đến đến gần 6 tiếng. Tại vì một tiết ở trường nó 55 phút. Đấy, thế thì cứ cho là 1 tiếng đi thì 3 tiết là nó gần 3 tiếng đồng hồ. Thế nếu mà mọi người cứ, chỉ cần cứ đi đi lại lại thôi, đi bộ thôi, đi đi lại lại trên cái bục giảng thôi, thì một ngày cái đồng hồ này nó cũng đo được là đi được một ngày có thể đi được 3 km. Nếu mà giảng 6 tiết thì có thể đi được tầm 4 đến 5 km. Thế thì làm như vậy thì về nhà mình sẽ tiết kiệm được 1 tiếng, không phải đi chạy bộ nữa. Đó, nó là như thế. Đấy, nó, tức là cái kỹ năng mình sử dụng thì mình như vậy là đáng lẽ về thì buổi chiều 5 giờ chiều mình phải đi chạy đến phòng gym hay hoặc là đạp xe, thì bây giờ ngày hôm nay là mình đã đi giảng 6 tiết ở trường rồi. Mình cứ đi đi lại lại như này là mình đã đi được 4 cây rồi, thậm chí có những hôm tôi đo đi được 5 cây. Cứ đi, cứ đi, cứ đi, bởi vì mình vẫn nói, mình vẫn giảng, mình vẫn trao đổi với sinh viên của mình. Thế nhưng mà mình lại tranh thủ đi đi lại lại rất là hay. Hoặc là chúng ta sẽ hay lái xe hay kẹt xe ở trên đường rất là lâu nha. Nên là phải làm 2 việc cùng một lúc là như thế. Đấy, chúng ta gửi tin nhắn thoại thay vì soạn mail. Kiểu như thế, hiểu chưa? Vâng. Chúng ta có thể tăng tốc độ di chuyển, tăng tốc độ làm việc và hiệu quả làm việc. Đấy, tránh cái việc là chúng ta mất nhiều thời gian di chuyển. Ví dụ chúng ta tránh những cái giờ tắc đường ra, hoặc là lúc tắc đường thì chúng ta đi sớm về muộn hơn. Đấy, chúng ta phải tính toán khôn ngoan một chút. Ở Hà Nội và ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh đúng không? Thì các thành phố lớn là bị tắc đường rất nhiều. Ở quê thì nó ít hơn. Đấy, như tôi thì tôi sống ở Hà Nội thì tôi thấy là một ngày nó có 2 cữ tắc đường, sáng cữ chiều cữ. Thì tránh cái khung giờ đấy ra, đi sớm hẳn lên về muộn hẳn đi, hoặc là đi muộn hẳn lên buổi sáng và về sớm hơn buổi chiều, ví dụ thế. Thì sau đó mình vẫn làm bù thời gian,
Rồi, muốn sử dụng được nhiều thời gian thì mình phải có sức khỏe tốt, có thể lực tốt và có trí lực tốt. Ví dụ như mình đau đầu thì mình làm được cái gì đâu? Mình ốm mệt mỏi khật khư mình không làm được cái gì cả, đúng không? Vậy có sức khỏe tốt thì mình phải rèn luyện sức khỏe. Đấy. Mình phải đi chạy bộ đúng không ạ? Đạp xe, bơi lội, tập gym, bất kể một cái môn thể dục thể thao nào đều được. Chứ đừng có phải nghĩ là môn đánh golf mới là môn khỏe, không phải. Nhá, môn nào cũng được vì cơ thể nó cần vận động, nó cần ra mồ hôi. Đấy. Còn đâu là mình ít tiền thì mình chơi môn ít tiền, mình nhiều tiền thì mình chơi môn nhiều tiền, chứ không phải là golf hay tennis hay gì đó mới là môn môn mà làm cho con người ta sướng, không phải đâu. Thế tôi nói thật, nếu mà nói về sức khỏe đi đánh golf chưa chắc đã là khỏe, cứ đi phơi nắng như thế làm sao mà khỏe được. Những môn như môn chạy bộ, những môn như môn bơi, môn đạp xe, đấy là những môn mà các bạn mà chơi đều mỗi ngày 30 đến 60 phút đều, ngày nào cũng chơi thì tuyệt vời lắm. Đi bộ tối thiểu 7.000 bước, không quan trọng là đi bộ hay chạy, không quan trọng là nhanh hay chậm, tối thiểu 7.000 bước. 7.000 bước nó tương đương khoảng 5 đến 6 km, thì không bao giờ mọi người béo được, không bao giờ béo được. Vì đấy là cái số lượng thời gian và bước đi là nó sẽ tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, và cơ thể nó sẽ keep fit, tức là giữ đúng cái trọng lượng hiện tại. Thế còn các bạn muốn giảm cân thì các bạn phải chạy trên 12 km. Đấy. Trên 10 đến 12 km mới giảm được cân một ngày nhá. Yên tâm đi, tôi cũng là dân đi tập gym, nhưng có điều là tôi không luyện cơ bắp giống mọi người thôi. Cũng rất là chú trọng đến sức khỏe. Đấy. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, giải trí, trò chuyện với đồng nghiệp, vợ chồng, con cái, khách hàng, bạn bè, vân vân. Tức là tất cả những cái mối quan hệ thân tình của mình trò chuyện để mình giải tỏa stress, đúng không ạ? Mình lại yêu cuộc sống, yêu công việc hơn, học hỏi lẫn nhau. Đấy. Thì mình mới có trí lực tốt. À, mình hay quên đúng không? Thì mình ghi lại, mình uống thực phẩm chức năng, cho vitamin, rồi thì uống thêm bổ não, uống thêm tăng cường sinh lực, vân vân. Rất nhiều những cái loại thuốc chúng ta uống bổ sung, cứ 3 tháng uống một đợt xong lại nghỉ 1-2 tháng, lại 3 tháng uống một đợt, nghỉ 1-2 tháng uống, năm uống từ 2 đến 3 đợt như thế, uống liên tục các loại vitamin tổng hợp omega, rồi thì thuốc bổ não, rồi thuốc thải độc gan, rồi thì thuốc tăng cường hệ miễn dịch. Thì tôi cũng chia sẻ với mọi người, thì bây giờ tôi đi giảng các doanh nghiệp nhiều thì mọi người thường hay khen là thầy Phan Anh trẻ thế. Đấy, cũng không giấu mọi người là năm nay tôi 38 tuổi, sinh năm 1985. Đấy, trên video mọi người nhìn tôi thì trông có vẻ hơi già, hơi dừ, hơi đứng. Đấy, bởi vì là tôi không ăn hình lắm, nhưng mà gặp tôi ngoài đời thì trẻ hơn, tính cách cũng thanh niên hơn, vui vẻ hơn. Đấy, phong cách ăn mặc cũng cũng trẻ trung hơn. À, thế thì cái này cũng cũng không phải là tự nhiên mà có. À, cái này thực sự là một cái lời khen. À, nhưng mà 5 năm trước với 5 năm nay tôi nhìn lại đúng là tôi không thay đổi thật. Không thay đổi, cân nặng không thay đổi, màu da các thứ, tất cả mọi thứ gần như không thay đổi. Đấy. Thế thì dụ đi cắt tóc, thì thợ cắt tóc bảo là em hiếm thấy một người nào mà không có cái tóc bạc nào như anh. Đấy. Thế thì tất cả những có những cái điều này được có những cái lời khen như vậy cũng vui thôi, cũng không có gì là ghê gớm cả. Đấy. Thì nó phải là do mình rèn luyện, do mình ăn uống, do mình ngủ nghỉ, do mình uống thêm thực phẩm chức năng, ăn uống kiêm khem, ăn nhiều rau xanh quả chín, giảm bớt tinh bột, giảm bớt thịt đỏ đi. Đấy, uống sữa, uống ăn những cái thực phẩm lành mạnh. Đấy, kiêng khem kiểm soát chặt chẽ. Thế thì mình sẽ có sức khỏe tốt, mình có thể lực tốt và mình có trí lực tốt, mình có cảm xúc tốt. Đấy, mình chịu được cường độ làm việc lớn. Đấy, thế thì mình vừa cái khoảng quãng thời gian mình làm được dài hơn, tốc độ làm việc của mình nhanh hơn, như vậy thì cảm giác là giống như cái dây chun mình kéo nó ra, thì cái dây chun của mình nó dài hơn cái dây chun của người khác. Đó, đấy chính là cái cách mà chúng ta tưởng tượng nha. Đấy, ngủ đủ giấc. Chúng ta ngủ quá nhiều thì chúng ta không có thời gian. Thế nhưng mà chúng ta ngủ ít quá thì sức khỏe ảnh hưởng và chúng ta làm việc nó không hiệu quả. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta có thể tăng tốc độ, tăng năng suất, tăng hiệu quả sử dụng lao động, sử dụng thời gian. Đấy, rồi nâng cao trình độ kiến thức của bản thân, chúng ta biết nhiều thứ, chúng ta tư duy nhanh hơn, chúng ta giải quyết vấn đề nhanh hơn, chúng ta phát triển bản thân học hỏi được, thì
chúng ta có thể là giải quyết vấn đề nhanh hơn và chúng ta tiết kiệm được thời gian. Nếu chúng ta không biết, chúng ta có thể thuê chuyên gia, đúng không ạ? Thuê chuyên gia để tư vấn. Thí dụ như các bạn gặp những cái vấn đề khó khăn về khởi nghiệp, về kinh doanh, về bán hàng, về marketing, về quảng cáo, rồi thì về phát triển hệ thống vân vân, thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tư vấn và trợ giúp, thì nó giải nút thắt nhanh hơn, nó tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức, tiết kiệm được cái sức cạnh tranh cho mình. Và đôi khi thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái mặt trái do cường độ làm việc của chúng ta cao. Thí dụ như là chúng ta để tiết kiệm thời gian thì chúng ta nên đi siêu thị một tuần một lần thay vì là mỗi một ngày một lần hoặc là một tuần ba lần, thì rõ ràng là mất nhiều thời gian hơn, đúng không? Thế nhưng mà nhược điểm của nó là thực phẩm thì sẽ phải để trong tủ lạnh lâu hơn, nó không được tươi mới như là mình đi hàng ngày. Đôi khi mình cũng phải chấp nhận điều đó, đúng không ạ? Chúng ta làm việc nhiều quá, ví dụ như là một ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm, thì nó rơi đâu đó vào khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, đúng không? 13, 14 tiếng, ví dụ thế. Thì rõ ràng là cơ thể nó sẽ bị mệt mỏi, suy nhược, thiếu những cái mối quan hệ bạn bè thân thiết, bởi vì chúng ta dành quá nhiều thời gian cho công việc, thì chúng ta phải chấp nhận điều đó, đúng không ạ? Chúng phải hy sinh trong khoảng một thời gian, chứ không phải là dễ dàng mà chúng ta làm được đâu. Không phải dễ dàng là chúng ta cái gì chúng ta cũng có nha, phải chấp nhận. Thí dụ như là bạn bè cưới chúng ta không đi được vì chúng ta bận học. Tôi là lúc mà tôi 33 tuổi là tôi đã học xong 4 bằng đại học và học 5 trường, trong đó có một trường không tốt nghiệp là trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Thời gian đâu mà đi học? Thế thì không đi ăn, không đi nhậu, không đi la cà cà phê quán xá. Bạn bè đồng nghiệp cưới cũng phải chấp nhận là người đi được, người không đi được. Đấy là những cái mặt trái, đấy là những cái thiệt thòi, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi, đúng không ạ? Không thể toàn diện được hết. Rồi chúng ta đưa ra các cái cam kết và các quy định về thời gian chặt chẽ, đúng không? Ví dụ như là ngủ bao nhiêu tiếng, đi vệ sinh bao nhiêu phút, ăn cơm bao nhiêu phút, nghỉ trưa bao nhiêu phút, chọn quần áo bao nhiêu phút, vân vân. Thí dụ như là tôi trước đây tôi hay có thói quen là tôi có rất là nhiều quần áo trong tủ. Tôi là một người rất là thích thời trang. Thế thì tôi sẽ đứng ở tủ tôi chọn rất lâu, hôm nay phải tưởng tượng là mặc quần gì, xong này mặc áo màu gì, xong đeo dây lưng nào, xong đi giày màu gì. Thế nhưng sau này tôi quyết định là ví dụ tôi đứng trước tủ 1 phút, nếu mà tôi không không ra quyết định được, cố gắng là ra quyết định thật nhanh. Đấy, nhưng mà nếu không ra quyết định được thì tôi sẽ phải chọn một sản phẩm bốc bừa ra để tôi mặc, tôi không cho chọn nữa. Đấy, tôi tự không cho tôi chọn nữa. Chứ còn nếu mà tôi cứ lật 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 thì tôi có khi mất 5 phút tôi không chọn xong. Đấy, như là thằng Mark Zuckerberg là CEO của Facebook, nó còn mua luôn khoảng 20 cái áo cùng một màu cùng một kiểu, nó bảo là gì, để cho nó đỡ phải chọn, tiết kiệm thời gian đến mức như thế cơ mà. Thế thì mình nhiều khi mình vẫn còn thích phong cách một chút, đúng không? Thế thì thôi, chọn 1-2 phút, ok, không được, rút một cái ra mặt, đi luôn. Đấy, thì đấy là cái rất là quyết liệt, nhá. Ok, rồi, luôn đúng giờ, nhá, luôn đúng hẹn, đúng tiến độ, đúng deadline. Đấy. Người Việt Nam mình là cái văn hóa sai giờ, giờ cao su rất kinh khủng. Và đó nó là một cái văn hóa rất xấu xí. Thì các bạn nếu mà đang xem video này thì hãy thay đổi. Hẹn là ví dụ hẹn 9:30 là 9:30 gặp. Có mặt chứ không phải 9:30 đang trên đường, đang đến. Không. Tôi nói cái video này là tôi dám nói điều đấy bởi vì là tôi là từ xưa đến giờ là rất đúng hẹn trong công việc. Nếu mà ai biết tôi thì tự tin về điều đó. Và đó là một cái thói quen tốt, không phải khoe khoang gì về bản thân cả, chỉ là một thói quen tốt các bạn nên duy trì. Rất đúng hẹn. Và chúng ta học phong cách của người Nhật, học phong cách của người Mỹ, người châu Âu vô cùng đúng hẹn. Tất nhiên ở Việt Nam thì nó cũng có những yếu tố về đường xá này kia, nhưng mà đấy chỉ là những cái ngụy biện thôi. Chúng ta phải cố gắng, bây giờ biết đường nó tắc như thế rồi thì phải đi sớm, trừ hao đi. Đấy. Thế rồi thì ví dụ như là muốn làm thêm nữa thì phải làm thêm giờ.
5 giờ hết giờ chiều rồi thì làm đến 6 giờ 7 giờ thì mình sẽ làm được nhiều công việc hơn. Đấy, chấp nhận về muộn, chấp nhận là con cái là phải người khác đón, chấp nhận là không đi chơi xem phim với bạn bè, đi trà sữa chém gió, đúng không? Làm thêm giờ, làm ngoài giờ, làm thêm việc thì mới có thêm thu nhập, thì kỹ năng mới nâng cao, tối phải đi học thêm. Đấy. Đúng không? Ừ. Rất nhiều thứ. Ok. Rồi, nếu bạn là ông chủ, bạn có thu nhập tốt thì bạn có thể thuê mua thời gian của người khác bằng cách là thuê nhân viên, thuê lập ra các phòng ban công ty, thuê trợ lý, thuê thư ký, đúng không? Thuê người lái xe. Hồi xưa tôi đi làm giám đốc kinh doanh cho một tập đoàn thì chị sếp chị bảo là riêng em nhiều việc như thế là em không được lái xe. Đấy, là công ty sẽ có lái xe cho em, đưa đón em, bởi vì em vừa đi đường em vừa nghe điện thoại, em vừa trả lời email, rồi em không tập trung như thế rất nguy hiểm. À đúng rồi, thế thì phải có người lái xe riêng. Xong đó lại có một trợ lý, đúng không ạ? Tại vì mình phải tư duy rất nhanh, là nói phát là trợ lý ghi lại anh cần gặp này, vì khối lượng công việc rất nhiều. Vì doanh số một tháng bán khoảng 20 tỷ doanh số tiền hàng, có mấy trăm khách hàng độc có đi gặp họ, di chuyển nói chuyện cả để ăn cơm rồi mời họ đi tiệc tùng cũng đã rất là mất nhiều thời gian rồi. Xong họp với nhân viên, để họp với phòng sản xuất, họp với phòng giao hàng vân vân và mây mây. Thì đấy là một cái là gọi là mình muốn có nhiều thời gian thì đi thuê, đi mua thời gian của người khác, đúng không? Ví dụ như là tuyển dụng nhân sự này, thuê ngoài này, đấy, thì outsourcing này, đúng không? Đấy, giao việc, giao khoán, khoán KPI, giám sát, vân vân. Đấy, nhá. Thì cái này tôi sẽ nói sau ở những cái phần mà nói về nhân sự, nói về tuyển dụng, nói về tiền lương, vân vân. Rồi. Và cuối cùng, lời khuyên cuối cùng, kỹ năng cuối cùng trong cái phần quản lý thời gian chuyên nghiệp, đó là dành thời gian cho bản thân. Đấy, luôn luôn có một cái khoảng thời gian cho bản thân, ít hay nhiều. Ví dụ như là tắm rửa, nghỉ ngơi, nghe nhạc, xem phim, chăm sóc sức khỏe. Đối với nữ thì chăm sóc cơ thể từ da, dẻ, khuôn mặt, vóc dáng, đúng không ạ? Sinh lý, thì tâm lý, vân vân. Phát triển tri thức, học vấn, kỹ năng cho công việc. Học không bao giờ là đủ, đọc thêm sách, vân vân. Đúng không? Học thêm tiếng Anh, học thêm kỹ năng máy tính, ngoại ngữ, tin học văn phòng, Excel, PowerPoint gì đó, Photoshop, rồi thì viết content, cái gì cũng học. Như tôi ấy, bây giờ tôi khẳng định với mọi người, nếu mà mọi người vào YouTube này, mọi người vào web này, mọi người vào Facebook của tôi này, thì mọi người sẽ thấy là kỹ năng của tôi rất là đầy đủ. Tôi làm mind map như này, các anh chị nhìn thấy rất đẹp. Tôi nói không cần sách, cần vở gì, không cần gì cả, cứ thế nói băng băng luôn, các anh chị nhìn thấy đó. Thì kỹ năng ấy mình phải học nhá. Viết sách, rất nhiều sách viết được thì thời gian ở đâu, đúng không? Thì cái kỹ năng của mình tốt, mình làm nhanh, mình làm tốt hơn. Rồi, đọc sách báo, nghe nghe nhạc, xem phim giải trí, đúng không? Dành thời gian cho những người mình yêu quý, đấy, bao gồm là bố mẹ, đúng không ạ? Vợ chồng, con cái, bạn thân, đồng nghiệp thân thiết, những người mà có ảnh hưởng với mình, những người mà giúp mình kiếm được tiền bạc, những người mà đã tạo cho mình một cái gọi là một cái sự ơn huệ, sự giúp đỡ chân thành, rồi thì những khách hàng, vân vân. Đấy là những cái mối quan tâm của mình xếp theo thứ tự, đúng không? Cân bằng cảm xúc để trong tâm hồn thấy là vui vẻ, hạnh phúc, bình an, ung dung tự tại, đúng không ạ? Nạp lại năng lượng, cảm thấy yêu đời, không bị stress, rồi không bị những cái bất ổn về tâm lý. Rồi mình cũng cần phải cân bằng về sinh lý, đúng không ạ? Cái này rất quan trọng nhưng mà không thể ai dạy. Đấy là chúng ta cũng cần phải sách đều đặn, đúng không ạ? Đây là cái nhu cầu giống như là ăn, như là uống, như là thở. Thế ví dụ bây giờ tôi nói thật là nếu mà một tháng, 2 tháng mà không được sách thì cơ thể nó cũng sẽ rất là bực bội, rất là khó chịu. Thì mình không thể nào mình thoải mái, mình thăng hoa được, mình tập trung được cho công việc đâu, nhá. Rồi, nó cũng giống như ăn, như mặc, như ở, như hít thở thôi. Rồi mình lập kế hoạch cho bản thân về lộ trình phát triển sự nghiệp, đấy, học tập, gia đình, tài chính, con cái như phần trên tôi đã nói, đúng không?
và cố gắng đơn giản hóa cuộc sống, đơn giản hóa các mối quan hệ. Đấy, chứ đừng phức tạp nó lên rồi nghĩ này nghĩ kia, nghĩ xấu nghĩ tốt về người này người khác mệt mỏi lắm nha. Đơn giản hóa, ai cũng tốt, ai cũng có những cái khó khăn riêng của người ta, mình phải đứng vào cái vai trò của người ta để mình nghĩ cho người ta, và cuối cùng là nâng cao được cái chất lượng cuộc sống, có thu nhập tốt, có mối quan hệ tốt, có cái cuộc sống của mình cảm thấy nó an nhiên, nó hạnh phúc. Mục đích cuối cùng là người ta muốn có một cuộc sống hạnh phúc, tuổi thọ duy trì dài 80, 90, 100 càng tốt nhé. Còn nếu mà chúng ta kiếm nhiều tiền xong đó chúng ta chết vì bia rượu, có rồi, nhiều người rồi chết vì tai nạn rồi, chết vì trong tù, đi tù lâu quá đúng không ạ, rồi thì đang yên đang lành thì công an bắt bớ do làm ăn vi phạm pháp luật vân vân, thì cũng là những cái chúng ta không không đáng. Chúng ta phải tinh thần thượng tôn pháp luật hàng đầu, đúng không ạ? Làm ăn chân chính, chậm mà chắc, đúng không ạ? Và tinh thần đấy, với những cái kỹ năng như vậy thì sẽ giúp các bạn sẽ quản lý được thời gian rất tốt, và tăng được tốc độ làm việc, tăng được hiệu suất làm việc, và chắc chắn thu nhập các bạn sẽ tốt, các bạn sẽ có nhiều thời gian để làm việc khác hơn. Cái đấy là điều khẳng định nếu mà các bạn xem video này. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video về kỹ năng quản lý thời gian chuyên nghiệp do giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing, về kinh doanh online, về chuyển đổi số, thương mại điện tử là cái lĩnh vực mà tôi đã nghiên cứu và giảng dạy. Đây là website của tôi, pamarketing.vn. Facebook cá nhân của tôi là facebook.com/ Phan Anh Online. Các bạn có thể tìm Nguyễn Phan Anh, công ty PA Marketing. Đây là Messenger của tôi ở địa chỉ m.me/ Phan Anh Online. Email là phananhonline@gmail.com. Số điện thoại của tôi là 0989 623888, bao gồm cả số Zalo. Và có một cái số nữa là 0906 950333, số của công ty. Nếu các bạn có bất kỳ cái cần tư vấn nào về kinh doanh, về marketing, về chiến lược, về truyền thông, về bán hàng online thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Và xin chúc cho các bạn quản lý thời gian thành công, các bạn có một cuộc sống an nhàn, an nhiên và hạnh phúc, thu nhập tốt. Đấy là điều mà tôi mong muốn, và tôi dành ra gần 1 tiếng đồng hồ để làm cái video này cho các bạn. Và tôi sẽ tiếp tục làm những cái video như vậy nữa trên kênh của tôi. Để ủng hộ kênh, để ủng hộ tôi thì các bạn có thể xem, bấm like và chia sẻ cái video này, rồi để sub kênh. Xin cảm ơn, xin chào.